Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái gì của anh ta? Hero cặp đôi đại chiến nha các bạn nha. Và ngày hôm nay như bạn đang thấy thì mình đã mời gọi là một cặp đôi mới vào trong đây, đó chính là Siro cùng với lại là Mimi. Chào mọi người Siro. Ayo hello mọi người. Chào mình là Siro, đẹp trai được thanh lịch khắp vũ trụ đây điện ảnh mà các bạn. À bắt trước em hả? Trời ơi, Siro bắt trước em hả? Trời ơi. Ok và người tiếp theo. Của tôi là đẹp trai thanh lịch nha, của bạn chào khác mà kêu tôi bắt trước các bạn. Ôi, nói chung là Siro đẹp trai thanh lịch, làm sao đẹp trai bằng em được? Em đẹp trai nhất Hero Team rồi. Ok. Người tiếp theo. Xin giới thiệu bạn, người tiếp theo chính là Mimi. Chào mọi người Mimi. Ha, quên mất Mimi có biết chào đâu. Mà kỳ quá à, sao mình cứ cà khịa Mimi hoài các bạn ơi. Mimi có biết nói đâu mà tí mình cà khịa Mimi hoài, mình có lỗi quá. Kỳ cục quá. Ok, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình đã mời một cặp đôi mới vào trong đây để quay video cùng với mình, đó chính là Siro và Mimi nha. À, nhưng mà mấy bạn đừng có gọi là hiểu nhầm nha. Thật ra Mimi với lại là Siro á chỉ là bạn bè với nhau thôi chứ không phải là một cặp đôi đâu nha. Nhưng mà do á là mình đã mời Mr. Dịch nè, Camui, Cairo với mèo Simmy rồi cho nên là không thể nào thiếu Siro với Mimi được, cho nên hôm nay mình đã mời Siro Mimi vào đây đó bạn thấy không, có cặp đôi nào mà suốt ngày quýnh nhau vậy các bạn đó, quýnh nhau kìa, trời ơi quýnh nhau kìa, ông Ro ăn hiếp con gái kìa các bạn. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Hero cặp đôi đại chiến tập tiếp theo, và trong tập này chúng ta sẽ tiếp tục đập lúc kia mà lóc nha các bạn nha. Ok, và Siro với Mimi đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng, let's go. Sẵn sàng rồi đúng không? Thì ok, lại nào đây, em xin giới thiệu mọi người, ở chỗ này nè em có chuẩn bị cho mọi người là một cái máy, thì trong cái máy này nè là có 4 khối lúc kia mà lóc đấy. Thì nhiệm vụ của mọi người anh em là sẽ bấm vào trong cái nút ở phía trên kia để cho nó ra được một khối lúc kia mà lóc, và ai nhấn nút được lúc kia block nào thì người đó sẽ sử dụng lúc kia block đó nha các bạn nha. Đấy, thì chẳng hạn như ví dụ nha, chẳng hạn giờ mình ví dụ cho bạn thế lực Phong nha, Phong đầu tiên, Phong lít cái đó, nó ra lúc kia block này thì Phong sẽ đấy phải sử dụng lúc kia block này không, nhưng mà cái này chỉ là ví dụ thôi. Ok, bỏ vô lại rồi. Là mọi người hiểu chưa? Nhiều la lúc kia block đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trong đó tận 4 lúc kia block lận. Ok rồi, thì bây giờ người đầu tiên nhường Mimi trước đi. Mimi là con gái nè, nhường Mimi trước đi. Đây, người màu xám nhất hiểu không? Hả? Màu sáng nhất kìa không? Đúng rồi, trong đây tính ra trong đây ba đứa mình ai cũng màu đen hết. Ai cũng màu đen hết, có mỗi Mimi là màu hồng thôi các bạn ơi. Ok Mimi, lít đi Mimi. Rồi, click. Let's go. Rồi, xin chúc mừng Mimi. Mimi sẽ sử dụng lúc kia block này. Ok rồi, tới lượt Siro kìa. Siro lít đi Ro. Ủa, tôi nhường gái, Sam đi. À quên rồi, Sam okay, chứ. Okay, tại okay, em tưởng Ro là con gái. Không gì, lít đi. Wow. Sammy được lúc kia mà lóc biến rô bạn ơi, tới lượt Siro kìa. Ôi đúng màu tôi hết luôn ạ. Trời ơi, Siro được lúc kia mà lóc gì ta, cục màu đen của Phong là gì đây? Tít. Ủa, Phong cũng được màu đen hả bạn? Wow. Cô xanh. Ok bạn ơi, cái màu này đúng màu của Phong luôn bạn ơi. Rồi ok, mọi người đã có lúc kia mà lóc hết của tất cả mọi người rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đập lúc kia mà lóc thôi nha các bạn nha. Let's go. Rồi ok, bây giờ tôi bắt đầu tôi đếm từ 1 đến 3 thì hai đội sẽ chia nhau ra và bắt đầu chạy đi đập lúc kia mà lóc nha. Ủa sao chưa gì Mimi chết rồi? Ủa Mimi. Ủa sao chưa gì? Mimi cho bà đang hết đồ ăn á, cho bà đang hết đồ ăn. Ok. Rồi, giờ tôi đếm nha, chuẩn bị nè. 1 2 3 thôi chạy qua đây Sam, chạy qua đây. Ok, bọn mình sẽ cùng nhau. Đặt riêng hả? Đập lúc kia block bên đây hả? Mình đập chung chứ. Ok. Bây giờ để Phong đập trước cho nè. Để Phong đập, Phong đập trước. Kìa. Ui Phong được một cái quần. Ui trời, cái quần này xịn nha, cái quần này giúp cho Phong chạy cực kỳ nhanh luôn nè Sam ơi. Wow. Ôi tết chợ. Xịn không? Xịn không? Tôi nè, cái này đẹp nè, cái này mới đẹp nè. Trời ơi, lúc block. Đập đi. Để tôi coi. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vì thế còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Hey mấy bạn ơi, vừa rồi á bạn, cái lúc kia bà lóc biến ô của Sam mấy bạn là nó làm cho game bị rắc ngoài game luôn, cho nên bây giờ mình quyết định là mình sẽ đổi lúc kia bà lóc khác cho Sam nha. Thì giờ mình đổi qua cái cục màu xám nè, đấy lúc kia bà lóc màu xám đấy, rất là hợp với Sam luôn. Được rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đập lại nha. Ok rồi, bây giờ Sam đập đi, chúng ta đập chung nhau nha. Ok Sam đập đi. Tỷ mà thấy game đứng là mọi người đừng hỏi tôi nha. Đập đi. Bụp. Ôi được. Oh. Wow, được một đống vàng luôn. Rồi, tới lượt Mimi đi, tới lượt Mimi đi. Mimi đập đi Mimi. Nhanh. Ok, đập đi. Rồi. Wow.
Rồi cái lượt siro, siro, cái lượt siro. Đã biết. Trời, giờ mới cho mình thuốc kìa. Thuốc gì đây? Rồi tới lượt em, em đâu nha. 100. Ui, có tao màu xanh không vậy? Ui, táo màu xanh dương bạn ơi, cái táo này giúp được gì không? Ăn thử coi. Ui. Wow! Ê, cái quần kìa. Wow! Cái táo này giúp cho mình tàn hình mà giúp cho mình được một nùi máu luôn bạn ơi. Ghê ghê ghê. Rồi ok. Tới lượt Sam kìa bây giờ. Rồi rồi bây giờ Sam kìa, Sam kìa, đập đập nhanh nhanh nhanh. Rồi ok. Mimi kìa nhanh 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 đập đập nhanh đập nhanh nhanh. Đập đi. Nhanh đi Mimi, đập đi. Sợ gì? Ủa gì đây? Rồi ok. Siro kìa siro. Trời ơi, ui cái cung gì vậy? Cái cung gì nhìn xịn vậy anh? Cung này là cung cộng may mắn Unbreaking Power 4 bên 1, Lam 1 với cả là Infinity 1. Wow, cái cung của siro xịn quá bạn ơi. Ui trời ơi, mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn nè. Cái gì vậy? Cái cây cung của anh siro các bạn là vừa bắn được mà vừa dùng làm kiếm được luôn nha các bạn nha. Chém được luôn, ghê thiệt. Ok, tới lượt em nha. Em đập nè. Gì đây? Trời ơi. Kim cương đào được không? Em không đào đâu, trong đây kim cương vô dụng lắm. Ok, thôi tới lượt Sam kìa, đập đi Sam. Nhanh lên. Ủa gì vậy? Ui, mình quýnh Sam không cái. Gì vậy? Mình đụng Sam có cái Sam chết mèo luôn các bạn ơi. Chụp mình mạnh chứ vậy. Ok. Vô lại. Ok. Đập. Nhanh. Ui, cái gì vậy? Một trái tim. Trái tim của robot. Sam ơi, Sam là ai? Nãy gì? Sam cho không trái tim. Cảm ơn Sam. Cái gì vậy Mimi? Ủa gì vậy? Ủa, Mimi tàn hình rồi. Ủa sao Mimi tàn hình rồi? Ok, rồi đến lượt Siro. Siro, Siro đập đi Siro. Ok, là tôi đúng không? Ok, từ có con gì bắn mình kìa. Ôi, trời, con Skeleton. Ôi, Skeleton, Skeleton. Mày hả mày? Ok, rồi okay. Siro đập đi. Được cái thuốc, được cái thuốc random. Ờ, đúng rồi. Ok, đến lượt em nè, em đập nè. Ồ, trời, nó ra. Nó ra được cái khối gì đang thui lùi à. Thôi, mấy bạn ơi, tôi nè. Từ, mình nghĩ rằng là đập như thế này nó hơi lâu, giờ chia nhau ra đi, mỗi người đập đi, mệt quá chia nhau ra đi, nhanh. Sam Sam qua đây Sam, bây giờ là mạnh ai người đấy đập luôn nha các bạn nha, mình khỏi cần chờ nữa. Ủa gì sao? Ủa sao Sam? Sao mình ơi, đừng vậy? Đừng quăng hút từng người coi. Cặp nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, Sammy có quần màu hồng, mình có quần màu xanh này. À, cặp đôi nam nữ nè, đúng chuẩn luôn, chuẩn bài, dễ chuẩn thương, bài. Dễ thương, ok, Sam mới cho mình trái tim nè bạn, ok, để mình đập nha. Ui, được cái cúp nè, wow. Sao tôi không quần màu xanh không vậy? Wow. Cái kiếm hả? Cái gì vậy? Xanh được cái trời kiếm trời, kìa. Trời nè. Wow, kiếm lửa, xịn nha, kiếm lửa xịn nha, ok, Phong đập tiếp nè. Ui, cái quần, cái đôi giày. Ui, wow. Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn lên mình nè. Mình vừa tàn hình mà mình còn vừa chạy nhanh nữa bạn ơi. Cái đôi giày này xịn nha. Rồi ok. Sao bà rồ vậy? Trời ơi tôi quá bà rồ luôn. Ok cái nè. Tôi đập cho. Ui cái nón. Cái gì vậy? Ôi trời, tôi mạnh lắm luôn rồi Sam ơi, tôi một nùi tim luôn rồi, tôi cái siêu mạnh luôn vậy? Rồi. Trời ơi. Trời mấy bạn ơi. Trời. Mình có bộ giáp này, mình sẽ trở thành bá chủ thế giới mấy bạn ơi. Ok, đập tiếp. Kỳ này là Siro toan với mình rồi bạn ơi. Siro làm sao thắng lại mình được? Ok, cúp nữa nè. Rồi đập đi Sam. Đập đi. Đây, để tôi. Ủa cái này là gì đây? Lửa hình như là lửa hay sao á? Ok, lực phong nè. Ủa cái này là gì đây? Cái cục đen đen là gì ạ? Để phong chọi coi. Ủa, cái này chọi được không? Không chọi được, cũng không ăn được luôn. Cái cục này để làm gì ta? Không biết để làm gì hết trơn á. Ok, đập tiếp. Ui, cây sản. Wow. Xong tôi đoạn. Trời, cái gì vậy sao? Mạnh trời ơi tôi rồi. Sammy bị nổ à, bạn ơi. Ủa, mà khoan từ, hồi nãy Sam cho Phong cái trái tim này. Trái tim này để dùng làm gì ta? Để Phong ăn thử coi ăn được không? Ủa, có làm được gì không? Ăn được đâu, trái tim hay là này Phong dùng trái tim không? Này Phong quýnh Sam. Đau. Ok, rồi, để Phong đập tiếp nè. Bụp. Rồi cái cúp nữa, trời ơi, toàn mấy cái gì không xui xẻo á. Ok. Wow, cái kiếm. Không được cái kiếm nè Sam ơi. Cái kiếm bao nhiêu sức mạnh đây? Kiếm. Ủa, trời ơi, cái kiếm nó bự ghê luôn bạn, bạn nhìn nè. Wow. Trời ơi, kiếm nó bự. Cái kiếm này hơi bị nhiều sức mạnh luôn á Sam ơi. Ok, đập tiếp tiếp. Tụi Sam coi, toàn đồ tào lao không hà. Ủa sao Sammy từ nãy giờ đập không ra được cái giáp hay gì mạnh hết vậy Sam? Ô, táo vàng. Tao vàng rồi, không có giáp luôn, không có cái giáp cho tôi gì. Nè Sam, trời, táo vàng không? Của Sam á không mạnh bằng cái táo màu xanh này của Phong đâu. Táo màu xanh này của Phong mới mạnh nè. Còn ông đâu rồi? Quần ông đâu rồi? Mất quần hả? Không, tôi cởi quần rồi, tại vì cái quần đó tôi mặc vô tôi chạy nhanh lắm cho nên là tôi không thích mặc nữa. Tí nữa tôi đánh nhau tôi mới mặc. Ok, đập tiếp. Ôi trời ơi. Sam. Rồi xong rồi, Sam mới rơi xuống ra va các bạn ơi. Tôi được, làm được. Được gì? Được không? Ghê. Trời ơi, mỗi tôi làm được hết. Sam ơi, Phong được cái quả táo gì đen thui hồi lùi luôn nè Sam. Nó độc á, đừng ăn. Không, cái quả táo gì đen thui hồi lùi nè, để Phong ăn thử coi các bạn ơi, mình ăn thử coi được chịu nha. Trời ơi, đồ lạ không có ăn hồi. Wow. Ăn vô được một đống sức mạnh luôn nè. Ủa nhưng mà cái táo này nó không mạnh bằng cái táo màu xanh của tôi. Ok, thôi tôi đập tiếp.
cái gì đây? Cái cung hả? Wow, một cái cung. Yes, một cái cung bạn ơi. Cái cung này dùng làm gì? Ta bắn được gì không? Ui, bắn ra 1000 mũi tên luôn. Wow. Đây, tôi lại lên mặt đất. Tôi lại lên mặt đất. Trời ơi, xin chào mặt đất. Ok, đặt tiếp đi. Ủa mà sao sao đồ đồ của Sam giảm quá à? Tàn ra mấy cái đồ giảm không? Tí nữa Phong chia đồ cho Sam mấy cái đồ mạnh. Ai biết. Ủa, táo xanh dương tiếp nè. Chia đồ của tôi đi. Tí nữa tôi chia cho. Trời ơi, sao còn ra mấy cái gì không đâu. Trời ơi. Cái gì đây? Ủa, cho tôi đi. Nó cho tôi căn phòng nè Phong. Cho tôi căn phòng nè. Ủa, trong phòng nó có gì không? Ui. Không. Wow. Đẹp quá à. Một căn phòng ngủ. Trời ơi, nhìn cũng đẹp phết. Trong rương có gì không? Trong rương hình như không có gì hết trơn á. Mày ra ngoài đi. À, skeleton, skeleton. Tính đây, 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 tôi quýnh đó. Mày hả mày? Đó, mày. Sao nó chạy? Ui, cái kiếm của tôi mạnh lắm, Sam ơi. Cái kiếm tôi quýnh một phát là chết luôn á. Cái kiếm tôi xịn dữ. Ok. Rồi, rồi, đập, 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 tiếp, đập, tiếp. Ui, mày ăn táo vàng, ăn táo vàng. Nó ra cho Phong mấy cục gì nhìn lạ quá à. Mấy cục hình tròn tròn này là cục gì nhìn lạ quá nè. Ok. Trời ơi, trâu sắt nó kìa, tức chưa? Ui, cái nón này nè. Ê, sao, sao, sao? Có được không? Có được không? Sao, sao? Phong cho Sam cái nón nè. Ôi, cái gì sau lưng? Gì vậy? Creeper, trời ơi. Nhanh quá à. Lại đây Sam, lại đây Phong cho Sam cái nón này nè. Cái nón này hơi bị xịn luôn. Đội thử đi. Đâu? Cái nón này hơi bị xịn luôn. Gì đây? Tàn hình luôn. Trời ơi, trái tim nè. Ở trái tim nè. Trời ơi, mang vô chứ tàn hình luôn mà mang giáp với nhau à. Cái giáp này hơi bị xịn nha, mang vô là tàn hình luôn các bạn ơi. Cực kỳ mạnh luôn nha. Ôi, cái kiếm này nè. Không ơi. Táo màu hồng của tôi gái, táo hồng nè, vậy lại vô nè. Hả gì? Sam có táo màu hồng hả? Con gái nè. Táo táo màu hồng của con gái à. Ok. Đây cho ông ăn miếng nè. Đó cho ông ăn cả. Sao sao sao? Phong nè. Phong được thêm một cái cây kiếm đó nè. Sam cái kiếm này, cây kiếm cây nào mạnh hơn ta? Đâu? Không biết nữa nhưng mà Sam lấy cây kiếm. Ui, ở đâu ra đồng Ender vậy? Ôi! What the hell? Đồng Ender. Đồng Ender có Siro. Trời rồi xong tôi bắn chết đồng Ender luôn. Ở trời chạy mẹ cái bắn chết lại. Tôi bắn chết đồng Ender luôn. Trời ơi. Không không phải đâu. No. Do cái này là do tôi mạnh á, tôi bắn một mũi tên thôi là con rồng chết veo luôn. Ok. À Mimi kìa, Mimi kìa, để tôi lại tôi quấn Mimi. Tôi lại quấn Mimi. Mimi đứng lại. Mimi nè, ăn một mũi tên là Mimi banh xác luôn bạn ơi. Ok, đặt tiếp. Ôi được cái cây rìu nè. Ôi mấy cái quả gì nè. Ok. Ui, cái áo, mình thiếu cái áo bạn ơi. Rồi, mình full bộ giáp rồi. Áo vàng, áo đâu? Mình full bộ giáp vậy bạn ơi, mình full bộ giáp. Rồi, thêm cái áo nữa nè. Trời ơi, tàn đồ xịn không bạn ơi. Đây đây để mình cho cái bạn xem. Cái chìa khóa chi vậy? Phong ơi, cho tôi cái chìa khóa này đẹp quá mà chìa khóa này làm chi vậy? Từ từ để Phong tí, để Phong tí, Phong lỡ vứt cái trái tim của Sam Phong lượm lại. Cái gì chứ cái trái tim của Sam tặng Phong không thể nào vứt được. Ok, cầm lại. Ok. Nè, chìa khóa nè, chìa khóa này đẹp chứ nè. Cái gì? Tặng chìa khóa hả? Chìa không khóa. Biết nữa. Không, từ từ để tôi đặt tiếp coi. Ôi cái áo nữa nè. Ôi sao quái vật nhiều quá vậy? Từ từ để Phong giết mấy con quái vật. Có đồ ăn, có đồ ăn. Mày quái vật hả mày? Ôi có mấy chai thuốc nè, chai thuốc gì đây? Ok. Rồi. Ơi Sam, sao Sam lại lại đây. Phong cho Sam mấy cái bộ giáp nè. Sam mặc mấy cái bộ giáp này nó mới mạnh nè. Này 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 nè, mặc đi nè. Đó, 1000 sức tấn công luôn. Mấy cái bộ giáp này Sam mặc vô là Sam thành. Trời ơi. Trời ơi, cái trái tim nó siêu VIP rồi. Cái người tôi đúng không? Cái gì? Cái trái tim nó lên tầng đụng mấy cái màn hình luôn không? Trời ơi, cái bộ giáp này mặc vô là hơi bị xịn luôn á. Đây, ui cái kiếm đó nè. Cái quần màu hồng đẹp hơn, cái quần màu hồng đẹp hơn. Này này nè Sam, cho Sam cái kiếm nè. Cái kiếm này 100.000 sức mạnh luôn, hình như là 100.000 sức mạnh luôn hay sao á. Ok, đọc tiếp. Tiếp là tiếp. Wow, nhiều đồ các bạn ơi. Ôi. Rồi cái kiếm nè. Thôi được rồi các bạn ơi, mình nghĩ rằng là mình với Sammy đủ đồ để quýnh với đội bên kia luôn rồi các bạn. Rồi quá rồi. Các bạn coi cái kiếm của mình nè, cái kiếm của mình siêu bự luôn, siêu to luôn. Ê, kiếm màu đen này lấy gì vậy? Nhìn lạ vậy? Kiếm đen này mạnh hơn không? Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, Sammy cũng có một cái cây kiếm nhìn nó cực kỳ mạnh luôn nha các bạn nha. Cái kiếm này chắc chém phát là chết luôn á. Ok, thôi được rồi các bạn ơi. Bây giờ nè, mình sẽ cho bạn xem những món đồ mà mình mới vừa kiếm được nha. Đầu tiên là một cái quần nè. Rồi giày nè. Thêm cái áo để coi mình coi cái áo này mạnh hơn. Trời cái áo này cũng mạnh hết mẹ ơi. Mặc cái áo này vô, sau đó đội cái nón này vô. Mình sẽ ăn thêm táo vàng vô nữa. Ăn thêm táo vàng vô. Không, táo màu xanh chứ. Cái táo hồng này là gì vậy? Trời ơi Sam ơi, tôi vừa nhảy cao, tôi vừa chạy nhanh mà tôi còn vừa gọi là mạnh nữa Sam ơi. Trời ơi. Kiếp chưa? Cái trái tim của ông ngang nào vậy? Trái tim tôi là đụng hết cái màn hình luôn á Phong. Hả? Cái gì? Trái tim của tôi là đụng hết. Này cái mặt, mặc cái giáp G đi. Mặc giáp G đi, tôi cho ông cái giáp G nè. Trời ơi, đụng hết cái màn hình luôn. Đau thử coi. Ôi trời ơi. Ăn vô đi. Trời. Nó ảo dễ sợ luôn hà. Trái cho tôi cái giáp kia đi. Trời ơi bạn ơi, bạn coi trái tim của mình nó bự nó già. Trời ơi. Che hết màn hình luôn. Che hết màn hình luôn. Trời ok, giờ đội bên kia chém một mình mỏi tay luôn, một mình không chết luôn. Sam ơi. Cho tôi cái giáp đi, em đưa lại cái giáp khác
giáp kia kìa. Này này giáp này. Mang của. Giáp này đó. Trời, cái giáp, mang cái giáp mà muốn kìa ta muốn lủng mắt luôn mày. Tôi thấy Siro kìa các bạn, tôi thấy Siro bên kia, Siro đập ra TNT. Ok rồi bạn ơi, coi như là mình với Sammy đủ đồ nha. Trời, cái giáp này nó nhiều trái tim các bạn ơi, mình che hết màn hình quá. Ok. Rồi để đi cho các bạn thấy mình chứ thôi trái tim che hết trơn các bạn không thấy được mình đâu. Ok bạn ơi, giờ là mình với lại Sammy là siêu VIP rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là đến với phần BBB nha bạn nha. Siro kỳ này chết với em rồi. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ mình với lại Sammy và Siro và Mimi đã tập trung lại đây nè. Bây giờ sẽ chia đội ra y như lần trước thôi. Thì đội nào chết trước thì coi như đội đó sẽ thua, và đội sống sót cuối cùng sẽ đội chiến thắng nha. Ok. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình với Sammy thắng chắc rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn xem nha, bộ giáp của mình là chạy cực kỳ nhanh luôn. Siro còn lâu mới dí được bọn mình, hiểu không? Đấy, mà có một đặc điểm này hay hơn nữa nè, mình sẽ cho các bạn xem nè. Ok. Giờ đội Siro với đội Mimi đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Ok. Chuẩn bị nè. Đấu từng người đi Phong, đấu từng người đi, gãy chai chai đi cho nó công bằng. Ok, vậy không? Giờ cho Mimi với lại là Sim gì Mimi với Sammy đánh nhau trước đi. Ok, nhảy vô. Rồi, ok. Đó. Ủa trời ơi. Trời ơi. Phải chết luôn rồi. Mấy bạn ơi. Sammy mạnh đến nỗi mà Sammy đánh Mimi có một cái, Mimi văng xa 10 mét xong chết queo luôn. Trời ơi trời. Mà khoan, cái đó chưa phải là mạnh nhất đâu mấy bạn biết vô. Bộ giáp của bọn mình là một bộ giáp siêu sức mạnh. Bởi vì á, bất cứ ai chỉ cần đụng vô người của mình với Sammy thôi là người đó sẽ tự động gọi là chết luôn, chứ đừng có nói đến chuyện mà quýnh. Bây giờ các bạn coi này nha, giờ Siro với em đấu với nhau nè. Bây giờ đánh test thì đánh thiệt. Bây giờ là cái nào người đó thì đánh thiệt. Bây giờ là cho đánh thiệt nè. Ok, giờ chấp rô quýnh em trước á. Em đứng im vô rô quýnh nè, nhà quýnh đi. Đúng rồi, để quay rô làm gì, quay rô làm. Ủa rô rô mấy chọi gì vô người em á rô? Rô chọi gì vô người em rô? Hình luôn kìa. Trời. Ăn kẹp thuốc độc. Ủa chọi cái bình thuốc gì mà mình không mất giọt máu rồi hết bạn ơi, kỳ ghê á. Rô quýnh em cái rô. Quýnh em cái rô. Người quýnh mà lên. Ủa sao quýnh? Mạnh lên anh ơi. Sao yếu vậy? Không bị gì. Sao yếu vậy? Không bị gì. Quýnh đi, quýnh đi. Ủa không có bị quay vòng vòng không? Không bị gì hết trơn á. Quýnh đi, quýnh đi. Ui. Quýnh em đi, quýnh em hộ phát. Đau quá. Ôi trời đau quá bạn ơi. Nhảy phải không? Đau quá, đau quá. Nhảy phải không? Nhảy lên. Trời đau quá. Đau quá chịu nổi luôn bạn ơi. Đau quá chịu nổi luôn. Dạ bây giờ nha, coi em nè. Em sẽ dùng bông hoa đi. Em sẽ dùng bông hoa quýnh rồ cái. Ủa trời ơi. Ủa. Ủa. Ta là người ông cầm kiếm luôn hả? À, ông cầm kiếm của mặt đấy đó, chứ không phải là không cần không cần vũ khí luôn bạn ơi, chỉ cần dùng bông hoa quýnh thôi cũng đủ chết rồi nè. Mimi đó bạn, coi Mimi nè, Mimi nè. Siro nè. Trời ơi. Kiểu này là bọn mình gọi là kiểu này á, mình chấp đội của Siro với Mimi. Bây giờ nha, giờ Sammy thử quýnh tôi đi. Từ từ đừng chọi em. Bây giờ nha, coi như là phân định thắng thua rồi. Đây. Vậy là đội của mình với đội của Sammy đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Yeah. Ok, ơi, quá đơn giản. Ngứa dễ sợ. Rồi bây giờ nha, Sam và bộ giáp của Sam với bộ giáp của Phong bằng nhau à, mạnh bằng nhau. Bây giờ Sam thử quýnh Phong coi. Để coi ai mạnh hơn. Ờ, Sam quýnh Phong coi. Bằng này nha. Ôi trời. Trời ơi, quýnh rồi mình không bị gì luôn bạn ơi, ghê thiệt. Ok, giờ Phong quýnh chết hả? Thôi. Ôi, bộ giáp này mất tử luôn, không làm được gì. Ủa? Mình quýnh Sam có cái, Sam chết queo bạn ơi. Vậy là bộ giáp của mình mạnh hơn bộ giáp của Sam rồi. Mạnh hơn rồi. Ok. Siro, anh thử chém em cái Siro. Bất lực rồi, bất chém không bị gì luôn bạn ơi. Mình dùng bông hoa mình quýnh rồi cái rồi chứ. Ok bạn ơi, vậy là trong tập này mình và Sammy đã chiến thắng Mimi với lại là Siro nha các bạn nha. Quá đơn giản luôn bạn ơi. Ok, tháo bộ giáp ra, không thôi các bạn không thấy mình đâu luôn á. Tháo bộ giáp ra. Ok, và cảm ơn mấy bạn đã xem video này. Vậy là đã phân định thắng thua rồi. Mình và Sammy đó là người giành được chiến thắng. Yeah, thích quá. Chờ cái bí kiếm của đây. Đây chính là phần quà. Bí kiếm nè. Phần quà Phong tặng đâu? Cho Sam, đó chính là một trái tim robot. Đây Phong tặng cho Sam trái tim robot. Ủa sao không trao lại cho tôi vậy? Nữa là sao? Gì kỳ vậy? Ủa vậy giờ Sam tặng Phong hả? Đâu vậy thôi, giờ Sam trả lại Phong đi. Rồi, ông tặng tôi gì đây? Tặng chánh gì đây? Chánh đáng phép. Gì vậy? Ác quá hả? Ok bạn ơi. Và ủa hai từ, hình như là cái vũ khí này tôi nghĩ là bọn mình còn mạnh nữa. Sam ơi, từ bây giờ tôi thử nha. Tôi sẽ thử mặc bộ giáp vô nè, sau đó tôi xuống dưới rồng Ender, tôi giết thử rồng Ender xem coi như thế nào nha các bạn. Rồi ok, mình qua bên chỗ rồng Ender nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử đặt block mình qua bên kia mình giết con rồng thử. Ui, con rồng lại gần bên kia. Ui, con rồng. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa cái gì ta, sao tôi mới đụng nhẹ đâu cái chết queo ta. Trời ơi, cái con bắn trong cái chết luôn. Tính ra tôi mới đụng nhẹ đâu cái thôi, tôi chưa kịp làm gì luôn á.
chết queo luôn rồi. Gì vậy? Ok bạn ơi. Thôi được rồi, không còn gì để nói rồi. Bộ giáp này phải nói là cực kỳ mạnh, quá mạnh luôn rồi. Không còn gì để nói rồi, không ai chiến thắng được nổi mình với lại là Sammy nữa rồi bạn ơi. Ok. Và mấy bạn đều phải chịu thua bộ giáp. Mấy bạn có thấy gọi là sức mạnh của mình với Sammy trong tập này thế nào, thấy không? Mình có bá đạo không? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Và ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video Hero đại chiến tập sau nha bạn nha. Yêu anh em phải nồi. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Siro, tại sao Siro không bye bye mọi người? Bye. Ok vậy thì được. Tạm biệt Mimi. Ôi trời ơi.